Thắng Hoàng xin chào tất cả các bác nhé. Này thì Thắng Hoàng lên sóng cho nhà bộ karaoke cực VIP luôn. Đấy, với lại với những cái chất lượng của những cái thương hiệu nổi tiếng như là DAE, sử dụng driver của Italy, GCF, Silicon, đẩy Martin, vang Vina, X5, mic Bayer, mic tím. Một bộ karaoke rất chất lượng với cái mức tiền 20 triệu đồng. Đấy, 20 triệu đồng anh em có thể là sắm được một bộ karaoke đẹp nhức nách hay nhức nách luôn nhá. Đây, loa bass 30. Cái này thì anh em có nhu cầu mà lắp thêm súp ấy, thì mình sẽ tính thêm cái chi phí sau. Đấy, nó thay đổi một cái vấn đề là rất là nhiều. Súp lớn bao nhiêu, đẩy phải thêm kênh, nó sẽ kéo thêm cái giá tiền. Mà nếu như anh em dùng gia đình thì nếu không thích nghe súp lắm thì anh em sử dụng một bộ 30 như thế này là quá ok rồi. Đây, anh em nhìn thấy cái form loa đẹp không? DAE nhá, DAE nhá. Đây, anh em xem này. Sử dụng Bass GCF GCF Silicon. Silicon quá hay luôn các bạn. Nói chung về cái độ sạch, độ mịn, độ nhẹ, độ bay của tiếng thì Silicon. BMS cực hay. Đấy. Bass thì GCF là quá ok rồi. Đấy. Bass GCF là quá chất rồi. Đây, họng gang, sử dụng họng gang lộ thông hơi phía trước, anh em nhìn thấy loa rất đẹp này. Thùng cân. Đấy. C312 nha mọi người nha. Con này thì cũng khá là khủng ở cái thông số của sản phẩm này. 500W. Cái mát 1000, độ nhạy 99 dB. Giải tần đáp ứng 55 đến 20k. Lý tưởng cho một cặp loa thùng nặng 25 kg. Đấy. Tem Modern series. Modern của máy này, series của loa này. Đấy, rất là đầy đủ luôn cho anh em nhé. Đấy, một bộ 20 triệu. Anh em xem bên em lắp cho anh em một con vang X5 hàng cực xịn của Vina luôn, hàng chuẩn xịn của Vina luôn đây. Đấy, anh em muốn mua lẻ, mua rời thì anh em chơi cái mẫu này. Tết nhất anh em hát vang này quá ok rồi. Đấy, Vina X5 hàng xịn anh em thấy ạ. Rất là đẹp, 2 triệu rưỡi một con thôi. Cái này có điều khiển luôn cho anh em chơi nhá. Đấy. Cuối năm đến rồi thì anh em cũng có những cái ngày nghỉ uống rượu uống chè để hát hò rất là hợp lý khi mà mình mua một con vang này để về anh em sử dụng. Về cái chế độ khi mà lắp đặt cho anh em thì Thắng Hoàng cũng test cho anh em mấy chế độ để anh em sử dụng, và bây giờ thì để Thắng Hoàng test nhạc cho anh em nghe nhé, tại vì cái giọng nói nó đang bị bệnh, đang bị ốm nên là nó nghẹt không hát. Hay lắm ấy. Ly bật công tắc ạ. Quá đẹp, quá lý tưởng luôn này các bạn. Lì 1 2 4 5 6 7. Nghe nhạc chút. Ok nha các bác nhá, nghe tiếng nó sạch tinh à. Đây này, cái bản loa đấy thì đây anh em thấy này. Sử dụng hoàn toàn bass GCF. Đấy, bass GCF, chép Silicon. Đó, chép của Silicon. Họng gang. Anh em nhìn. Loa này bên em bán lẻ là 12.500.000 đồng một cặp. 12.500.000 đồng một cặp. Bác nào có nhu cầu mua thì gọi điện trực tiếp qua cái số điện thoại Thắng Hoàng đặt ở trên phía trước kia, 0969800985 để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào tất cả mọi người.